Vâng, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Mua Bán Ô Tô của Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc xe máy nổ quay kêu 4 bánh quay đều vừa về cửa hàng xong. Con này của chú em đi mua gọi là mới vào nghề các bác. Vâng, mới vào nghề lên xe nói thật là cũng thực sự là nó cũng hơi bị tươm tươm. Nhưng mà tươm thì tiền nào của đấy thôi. Xe đẹp thì giá nó toàn 100, 80, 70. Con này rẻ lắm các bác. Vâng, đầu 40. Thế mới sợ, rẻ kinh khủng luôn. Một chiếc xe Deu Matiz 2005. Xe thì tương đối. Nói chung là sơn thì sơn zin thì không còn phần trăm nào nữa rồi. Đã được làm hết rồi. Con này thì đăng kiểm thì bây giờ là nửa năm nhé các bác nhá. Nửa năm đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022. Anh vào chưa? Còn lăn bánh của chiếc xe này thì nó hơn 20 vạn rồi. Cái con này thì nói chung là lồi đồng cối đá luôn. Dòng này thì đi bền lành, khó hỏng vặt. Vâng, máy số thì ngon, động cơ 0.8, ăn xăng như ngửi. Và đây là một chiếc xe số sàn, 5 chỗ ngồi. Vâng, nói chung là với cái tầm tiền này thì mua xe máy cũng được. Xe máy thì được con xe đẹp, xe ga. Còn đây thì được một con xe với động cơ máy xăng, kim phun điện tử. Đấy, lái trợ lái đầy đủ nhá các bác. Trần thì đã được bọc 6D, nội thất ghế da cũng đã bọc lại hết rồi. Nói chung là chả còn cái gì gọi là zin ở đây nữa rồi. Một chiếc xe mà đấy, kính điện này, tapi cũng sơn hết rồi. Sơn cũng 100% là sơn lại rồi. Ai chà, đúng là khổ. Nhưng mà thôi đúng rồi. Tiền ít thì mua xe, ít tiền thì có thế thôi. Xe này nó loang quăng thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 3 đồng. Hơn 3 đồng. Con này thằng cu em nó bảo là mua 45 triệu, bây giờ bán 49. Kiếm 2 triệu tiền công. Bán 49, còn đâu các bác đến thì giảm trừ gia cảnh thế thôi. Đấy, xe thì vẫn còn tương đối, máy nổ quay kêu 4 bánh quay mù luôn. Bánh thì lốp láp căng, lốp dày. Đấy các bác nhìn này, lốp 2017 luôn nhá. La răng thì la răng gọi là la răng sắt rồi. Đấy, la răng này thì bền lành đến lúc hỏng luôn. Và riêng con này thì nói chung là quan trọng nhất là cái máy. Đèn đóm đầy đủ, biển số 29A81269. Đấy, biển số Hà Nội luôn. Con này thì tên chính chủ biển số Hà Nội nhá. Đăng ký đăng kiểm đầy đủ, giấy tờ pháp lý chuẩn chỉ luôn. Sơn xi đẹp, đồng sơn tốt. Nói chung là còn những cái chi tiết còn lại thì tương đối theo thời gian rồi. Đấy, tapi này. Ôi, đúng là lâu lắm rồi, em đã bảo nó rồi đừng có mua con này. Nó bảo thôi anh ạ, mua cái loại này về bán cho mấy bác thích chạy xe giá rẻ. Chứ còn giờ cái tầm 20-30 thì con nào đẹp thì thường thường giấy tờ các thứ nó hơi lằng nhằng một chút. Còn như cái con này giấy tờ nó đầy đủ luôn, nó vừa về xong. Đây là các bác này, giấy tờ này. Đấy, đăng kiểm này. Đấy, đăng kiểm đúng 2005 luôn các bác nhá. Đấy, đăng kiểm 2005, đây em quay nét này, 2005 này. Đấy, xe này giấy tem chứng nhận to đùng luôn, to đùng cách mạng luôn, bảo hiểm đầy đủ. Đấy, à, tiền ít nhưng mà lại được hít một chiếc xe khá là đẹp. À, kính điện hai cánh trước, cánh sau thì quay tay. Nói chung là tầm tiền này thì mua con này thì quá ok. Vâng, nó hơn 4 đồng một chút rồi, hơn 40. Các bác sở hữu ngay được con xe 4 lốp la răng 13 inch, xe cứng cáp, nội thất tươi. Đấy, tươi vừa vừa. Vâng, được cái là máy, quan trọng nhất cái máy rồi các bạn. Úi xời, mở nắp capo sẵn này. Đấy, rồi em đề nổ cái nào, xem nào. Ái chà, làm bánh 29 vạn luôn, gần 30 vạn. Ui, thế em sợ. Đề cái lên ngay. Số sàn. Vâng, hệ số sàn 5 cấp số, có số lùi. Đấy, điều hòa con này thì vẫn mát đấy con nhá. Điều hòa mát lạnh luôn. Thế em sợ. Được cái là tất cả các chức năng của xe, kể cả đèn, em bật pha luôn được các bác này. Hoạt động bình thường hết. Rồi, các bác nhìn này, đèn pha led đàng hoàng nhá. Ê, mới kinh khủng nhỉ. Và đấy, đèn led mà đấy các bác nhìn này, ban ngày mà bóng nó sáng trắng luôn. Riêng con này đèn đóm thì không phải lo, đi đêm đi tối thoải mái. Còn là máy thì động cơ 3 máy, kim phun điện tử, máy số rất là ngon rồi êm. Đấy, dòng này thì bền lành khỏi chê luôn. Máy nó hơi cũ cũ một chút thôi, nhưng mà con này thì chắc chắn là các bác là không hơi thừa. Cô em nhà em thì tuy là em nó hẳn còn trẻ mới vào nghề, nhưng được cái là máy số các thứ nó kiểm tra rất tốt. À, không có hơi thừa luôn. Đây em mở cho các bác xem này. Con này em cũng chưa sờ đến máy đâu nhá. Đấy, hơi thừa không có này. À, các bác nhìn này.
Đấy, dầu vàng ống luôn nhá, dầu mới thay vàng ống luôn. Đấy, và máy rất ngon. Nói chung là tầm tiền ít thì con này có bác chơi con này ngon. Vâng, hơn có 4 đồng nữa. Hơn có 40 rồi các bác sở hữu này được con xe động cơ kim phun xăng điện tử luôn nha các bác nhá. Máy Emtech 0.8 tiết kiệm nhiên liệu vô đối luôn. Con này thì đảm bảo các bác là không có đâm đụng tai nạn nặng gập ngập nước nha các bác nhá. Đấy, lái dầu đầy đủ, trợ lái đầy đủ luôn. Máy rất êm. Ôi xe, côn số ngoặt, máy gầm nội thất, ngoại thất thì ok. Đấy, úi giời. Và những bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì alo ngay cho Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Vâng, máy gầm thì khỏi chê. Đây, các bác nhìn là gầm này. Đấy, gầm như các bác nhé. Nhìn vẫn còn tươi thế này. Úi giời, một con xe em thấy nó nhẹ nhàng. Vâng, rồi cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe đẹp hơn, lằng nhằng hơn, khủ khoảm hơn. Còn đây xe cu em thì đấy, xe vẫn còn ngon, đèn đóm đầy đủ, 4 bánh quay mù, điều hòa mắt lạnh, máy thì ok và giá tiền thì chỉ có hơn 4 đồng. Vâng, xin chào các bác, tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.